Hôm nay 17 tháng 8, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Long An chính thức tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng đến điều trị. Ngay từ sáng sớm, đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Long An sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân đến có thể cấp cứu và điều trị ngay. Trong công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân, đặc biệt là công tác hồi sức cấp cứu, thì việc chuẩn bị những phương tiện, trang thiết bị để chuẩn bị sẵn sàng để điều trị bệnh nhân, cấp cứu bệnh nhân là hết sức quan trọng. Nó khi mà công tác chuẩn bị tốt thì nó đảm bảo cho cái kết quả điều trị, cái kết quả thành công của bệnh nhân được cao hơn. Đây là những bệnh nhân mắc COVID-19 cấp độ nặng được chuyển từ bệnh viện đa khoa tỉnh Long An lên trung tâm. Với chuyên môn kỹ thuật tốt cùng với trang thiết bị hiện đại và kinh nghiệm sẵn có, tất cả bệnh nhân sau khi được trung tâm tiếp nhận đã được cấp cứu, xử trí kịp thời, đảm bảo đúng quy trình. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Long An với quy mô 150 giường bệnh và có thể tăng lên tối đa 500 giường đi vào hoạt động, tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch đến điều trị, sẽ mở ra cơ hội tăng khả năng sống cho những người bệnh, góp phần tháo gỡ bài toán khó cho các bệnh viện tuyến tỉnh.